Vâng, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Tiểu Long Du Ký Võ Lâm 2. Và bây giờ khoảng 6 giờ 10 phút sáng thì Long đang tranh thủ chưa có khách các bạn. Chưa có khách nên tranh thủ vào TNT để kiếm đá 3. Long đang thiếu đúng một viên đá 3 nữa để Long để đục lỗ cái quần này. Đấy. Đục lỗ O2. Đục lỗ O2. Và cách kiếm bằng cách nào thì Long kiếm bằng kim màu phù. Đây, 7 kim màu phù thì Long sẽ được một viên đá 3. Và Long được 6 cái rồi, săn mãi mà chưa được cái nào. Nói chung là vừa đi vào thì được một cái, được một cái kim màu phù. Bây giờ là tiếp tục đi đánh con boss, kiếm thêm kim màu phù. Đây rồi, đây có con boss rồi. Đáng nhẽ là đi một dàn tem cơ, nhưng mà tại vì đang đi làm nên lọng hai ác đi vào dưới dạng. Tòa đồ à? 202199. 202199. Và Long có rủ thêm một bạn vào đây chơi cho nó vui. Bạn ấy đang hỏi tòa độ ở chỗ nào. Rồi tranh thủ buổi sáng 5-10 phút vào chơi cho nó máu. Long ép được đá 2 là O2 là Long sẽ ép được O3 luôn ngay lập tức. Bởi vì Long có đá 4 rất là nhiều. Còn đá 3 thì hết rồi. Mà nâng cấp thì đá 1, đá 2, đá 1, đá 2 cũng hết luôn. Đấy, rất là nhiều boss anh ạ. Và đây rất là thích. Và vào đây trong đây chúng ta được cả cái này này. Cổ linh thạch anh em ạ. Anh em có thể đổi máu. Đấy. Đấy, đổi máu ở đây. Đổi cả bao ở đây. Đổi cả quan công bài đây. Đấy. Và đổi cả, nói chung là tất cả là cửa hàng đây. Đấy, thì cả đổi cục này, anh em có thể vào đổi. Đấy. Và săn. Đấy. Và chỉ lấy ác chính săn thôi thì chúng ta mới được nhiều. Long đang đứng ở đây đợi cái ông kia ông đến mà chưa thấy đến gì cả. Đấy. Đây. Vâng, cho địa chỉ nhầm anh ạ. Đây rồi, đây con boss đây. Thẻ đây em ơi. Dạo này toàn nhạc vàng thôi, nhạc trẻ thì ít. Hãy
Đây rồi, đây rồi anh em ơi, gặp con boss này. Con boss này nó hút máu cũng rất là ghê. Để con boss này. Đấy, anh em thấy chưa? Mình phải đứng. Đấy. Con boss đây là ác nào mà yếu yếu thì nó làm mất máu rất là nhiều. Rồi ok, chúng ta lại đi tiếp. À, Long được 6 cái, cố gắng được 1 cái nữa anh em ơi. Bao nhiêu? Mm-hmm.